chỉ riêng vị sĩ cá nhân. Muốn cho đôi bàn tay thật xinh xinh thì hãy thực hiện đầy đủ 6 bước rửa tay quan trọng và nhớ với tim xà phòng. Và điều bạn cần phải làm là luôn khắc ghi trong lòng sử dụng nước sạch, không phân phòng chống dịch bệnh. Bạn hãy bảo vệ môi trường như cách mà bạn bảo vệ người thân, hưởng ứng vệ sinh yêu nước để nâng cao sức khỏe của nhân dân.